Chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá toàn toàn quốc. Hôm nay tục lên cho một clip gồm 21 máy câu anh em. 21 máy câu này em ạ, 21 máy câu xách tay, đều có hàng lô re và hàng đánh biển cho anh em. Rồi, đem vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, lấy hàng lõi một phim clip nên xin sang lại. Rồi, cảm ơn anh em. Thứ nhất gặp khảo. Thì con thứ nhất em lên cho mọi người là một con máy của Starmax. Thì con này xây 2500 anh em. Đó, 2500. Thì con này là hàng của China xuất Nhật. Đây, tem đồ đàng hoàng nha mọi người. Máy hoạt động thì em mượt này. Đó, không nói nằm gì hết. Bô bin là bên sống. Để cước lại cước ok. Đó. Thì con này dây số 2 được 200m, dây số 3 được 150m. Đó. Con này chạy mặt đạn. Con này xe tương đương với xe 3000 Shimano nha anh em. Đó. Cái dây bia theo nồi tặng luôn anh em. Đó, bia mới. Ngoại hình có xuất sắc cho anh em, xuất sắc đi ti. Hàng này về cho anh em đi luôn, cầu lăng xe. Đó. Thì giá công khai con máy thứ nhất, giá công khai là 300k cộng ship nha mọi người. Đó. Con thứ nhất 300k cộng ship. Tiếp theo con số 2. Con số 2 em đây cho người là một con máy của Mamisa. Đó. Anh em. Đó. Dòng Mamisa, dòng này máy của Bangladesh nha anh em, Bangladesh xuất thị trường Nhật. Thì máy này còn ngoại hình cực kỳ mới luôn. Đó, máy có ABS đầy đủ nha anh em. Máy mới bóng, đây, con này chạy 4 mặt đạn nha mọi người. Đó. Ngoại hình mới bóng, đít không bị xước luôn. Rất là mới nha mọi người. Soi kỹ anh em, con lăn cước đây, lăn cước máy. Con này có ABS nha mọi người, ABS đầy đủ. Hoạt động chân chung nha anh em, ABS thắng là thắng. Mobile là mobile sống, máy cước ok. Đó. Thì con này có xe tương đương là tầm khoảng 3000 anh em, nó cước 3 được 150m, cước 4 được 100m, cước 2 được 220m. Dòng này chia như này đi lôi anh em, lôi câu bắt câu chém, đó, đến lần xe, câu cảm giác. Lấy cước ok anh em, lấy cước ok. Ngoại hình cầu cực kỳ mới luôn. Rồi, giá công khai con máy số 2, giá là 500k cộng ship nha mọi người. Đó, máy rồi ok nha. Tiếp theo con máy số 3. Con máy số 3 vẫn là một con máy của Mamisa. Đó. Đây nè. Đó, con này vẫn là một con hàng của Bangladesh xuất Nhật. Nó nồi inox, con đang là lăng hoàng thao, sứ vẫn lăng bình thường nha anh em. Đó. À, thì con này là một con chạy 5 mặt đạn nha anh em, chạy 5 mặt đạn. Thì con này hàng thích sức thị trường Nhật là khỏi lo. Đó. ABS đầy đủ cho anh em, thắng là dính, thắng là dính. Cách tặng dây bia theo nồi cho anh em nữa anh em. Đó, này bia nha anh em, đó, bia chỉ dùng. Bộ bia sống. Thì con này xây tương đương vào tầm khoảng, em xem thông số cước xem. Xe này tương ra tầm khoảng 2000 anh em, 2000 2500 nha. Đó. Không có thông số cước. Đất nó còn ok nha mọi người. Đó. Mamisa. Hàng này tương đối chất lượng anh em. Hàng xuất xứ từ Nhật. Mưa bên sóng. Mưa bên côn giận rồi, giận kêu luôn nè, đó. Đất cước ok. Rồi. Giá công khai của máy số 3, giá công khai là 500k cộng ship nha. Tiếp theo máy số 4. Máy số 4 lên cho người là một con máy của Sinox hàng Ryobi. Thì con này là nồi kim loại anh em. Đó, hàng nồi kim loại. Ờ, loại carbon nha anh em. Nồi carbon. Con lăn lăn bình thường nha mọi người. Đó. Thì con này con Sinox hàng của Seben. Đó. Đây, thông số nó đây. Đó. Con này xe tương đương tầm khoảng 4000 anh em, cước 4 được 150m, cước 5 được 110m. Thì hàng này anh em đánh luôn. Anh em tập lùa đánh lùa thì ok. Đó. Đánh lùa thôi anh em đánh tăng xe. Câu hành chép. Câu hành câu cháp cũng được. Đó. Máy ok, hoạt động ok, không lỗi lầm. Pha dính, pha dính. Hoạt động chữ ơn chui mượt cho mọi người. Đó, mình bị sống. Còn ok. Rồi, giá công khai của máy số 4, giá công khai là 450k cộng ship. Tiếp theo máy số 5. Máy số 5 lên cho người là một con máy của Sinox.
Đây, một dòng máy của Sinox, dòng này máy của Malaysia xuất Nhật nha mọi người. Đó, dòng máy đời cao của Shimano, máy hỗ trợ ABS đầy đủ nha anh em. Đó. Nè, ngoại hình còn rất là mới nha, tặng dây BE đi theo máy cho anh em luôn nè. Đó, nồi còn rất là mới nha mọi người. Đó. Thì con này có xe tương đương với xe 2000 gửi nha anh em, 2000 nha anh em. Đó, xe tương đương 2000 Shimano Anox 2000. Cước 2 được 150m, cước 3 được 100m, cước 4 được 70m. Đó, một bên sóng. Con lăn ok nha mọi người. Đó. Ngoại hình thì xinh đẹp rồi. Đó, rất là đẹp nha anh em. Dòng máy này dòng máy trâu bò rồi, đánh vô tư nha anh em. Đời máy này anh em về đánh vô tư luôn. Rất rộng em mực cái này, máy đổi trái thải bình thường. Rất là mực nha. ABS nắm là dính, nắm là dính. Rất là mực. Quay ngược ok nè anh em. Quay tới ok nè, đó. Không đỡ làm gì hết. Thì con máy này chuyên về cho anh em lua nha anh em, máy lua, con này lua lóc đánh bạo lực ok đó. Rồi giá công khai con máy số 5, giá công khai là 750k cộng ship nha. Rồi, con máy số 5 750k cộng ship. Theo là máy số 6, máy số 6 lên cho người là một con máy của Daiwa. Con này một dòng máy Daiwa Canina hàng 2506H. Thì con dòng máy này máy đời cao, máy có mặt siêu đây đó, mặt siêu. Thì con này là nó kháng được nước biển như này, kháng được nước của nước biển. Tại quay cốt này hàng của China xuất Nhật đó. Em đọc một số cước cho nên, thì con này full hợp cho nên full hợp phụ kiện đầy đủ, túi lông đà, sách vở đầy đủ cho nên. Thì con này dòng tua là 6.0.1 nha anh em, dòng tua chia nên đi lua, lua suối, lua mực, nặng là 225g, tải mát là 3kg, anh em dìu cá tập khoảng 5-6kg là bình thường. Đó. Con này dây bia số 0.6 được 180m, bia 0.8 được 140m, bia số 1 được 100m nha anh em. Đó. Đây này, sử dụng công nghệ mặt siêu đời 2011 nha anh em, mã có xuất Nhật đầy đủ nha anh em. Đó. Toyo xe bên này đó, hàng trước xuất thị chất lượng nó rất là ok anh em. Đó, con này tay quay cốt, cốt là cốt chơi lực nha anh em. Máy đổi trái phải bình thường, mô bên cực kỳ chắc nha anh em, mô bên nghe cực kỳ chắc luôn, hoạt động là trơn tru im mượt nè, không rung lắc gì hết. Rất là mượt như này, hoạt động này im mượt rồi, khỏi bàn. Bên sóng máy cước ok cho mọi người. Con lăn ok nè. Ngoại hình đây, máy xước ở đây một tí, bên đây cũng vậy, xước một tí, hoàn còn lại ok hết nha. Quay nhẹ cái là quay nè, quay tít luôn, quay ngược nè. Đó. Đây, con máy số 6 giá công khai là 2.1 triệu anh em, 2.1 triệu cộng ship. Tiếp theo con máy số 7, con máy số 7 lên cho người là một con máy hàng cao cấp hơn. Con này là một con Cardina 2508. Đó. Con này chất lượng là ok hơn con kia hồi nãy. Con này dòng tua là 4.8.1, nặng là 230g, tải mát con này là 7kg. Đây nè, so sánh hai con nó khác nhau nên nè, con này tải mát 3kg thôi, con này tải mát 7kg, diều cá tầm khoảng 10kg 12kg là bình thường nha nè. Đó, con này chạy được 6 mặt đạn nè. Đó, thì thông số cước tới đây. Thì con này dây bia 0.8 được 230m, bia số 1 thì được 200m và bia 1.5 được 150m. Nó vô nhiều hơn con này gấp đôi nha anh em. Con số bia nó vô gấp đôi con này. Gấp đôi con 2506, con 2508 này hàng bản giới hạn nha anh em. Rất là ít. Rất là ít khi gặp con này, hàng vẫn hàng China xuất
sức nhật đàng hoàng nha mọi người. Hộp vẫn là phương tiện, túi phụ kiện đầy đủ nha nè, túi phụ kiện lông đàn đầy đủ nha. Máy ngoại hình thì ok rồi, đó, con này rất là đẹp luôn, không bị xước ở đây luôn, đặt hàng hiếm mà ít xước nữa, đẹp nha người, hàng vẫn là hàng China xuất nhập đây, đến nó bị xước nhẹ tí đây, tất cả phần còn lại ok hết nha mọi người, máy đổi trái phải bình thường, đó. Hàng này về anh em đánh lóc chạm lô biển. Rất là ok nha, đó, công nghệ mặt siêu kháng nước, con lăn ok, máy này còn cực kỳ đẹp nha nè, độ mới ra tầm khoảng 95% nha, cực kỳ sáng luôn nè, hoạt động thì khỏi bàn, đó. Quay nhẹ cái nó quay tiếp luôn, đây nè, quay nhẹ cái quay nè. Ok nha nè, hỗ trợ iPad đầy đủ nha. Rất là bực, ngay ngực ok nha nè, máy cực ok nè, rồi giá công khai con máy số 7, giá công khai là 2.6 triệu cộng ship nha nè, con máy số 7 2.6 triệu cộng ship, máy thì sử dụng sổ cốt và cốt trợ lực nha nè, đó. Hoạt động chân chu nha, không lỡ làm gì hết. Rồi, con máy số 7 2.6 triệu cộng ship. Tiếp theo là con số 8. Con số 8 em lên cho người là một dòng máy của Shimano Beomaster. Shimano Beomaster 1000 BG SHD, SHD tay quay đo nha anh em. Đó. Thì ngoại hình con này còn khá là ok, đó. Thì hàng này thì vẫn là chuyên cho anh em đi câu hành chấp mà thôi, anh em lột suối thôi. Đó, máy này máy lô 5 mô lô khá là cạn nha anh em, hàng dạng anh em đến cảm giác. Đó. Cốt lại cốt cho lực, sổ cốt bấm nè, đời con này đời 206 nha anh em, đời 206, hàng này hàng Japan, đó hàng Japan theo loại địa nha mọi người. Máy hoạt động thì êm mượt rồi, khỏi bàn. Đó, anh em về lùa cá suối cá mương, câu rô phi, câu hành chấp đều ok. Máy này thì để em đọc kiểm thông số đây. Thông số B0.8 được 100m, B1 được 70m nha anh em. Đó. Máy có máy cốt châm dầu nè, hoạt động chân tru nè. Đó. Ngoại hình con này ra là khoảng 90% nha anh em, 90-93%. Ngoại hình còn rất là ok. Đó. Rồi, giá công khai của máy số 8. Giá công khai là 2.2 triệu cộng ship nha. Tiếp theo là máy số 9. Con máy số 9 em lên cho người là một dòng máy của Shimano Beomaster MG, là nhôm nó hỗ trợ của Banye anh em, làm thêm một số bộ phận của Banye nên giảm độ nhẹ của máy. Thì con này 1000 HGS nha anh em, dạng dòng tua nhanh, máy quăng hỗ trợ cốt lại cốt trợ lực, cốt bấm anh em. Con này đời 205 nha anh em, nồi nó khá là đẹp. Đó. Không lỗi lầm gì hết. Đây, chỗ này nó bị muối gỉ một tí đây. Đó. Tất cả phần lại ok hết nha. Trước cái này tí. Ngoại hình đây anh em. Ngoại hình còn khá là sáng. Thì con này vẫn là một hàng của Japan anh em. Hoạt động này ok nè. Hoạt động ok êm mượt. Rất là mượt nha anh em. Máy hỗ trợ iPad đầy đủ nha. Đó. Rồi, giá công khai con máy số 9, giá công khai vẫn là 2.2 triệu cộng ship nha. Tiếp theo con máy số 10. Con máy số 10 em lên cho người là một máy Shimano Beomaster 2500X. Thì con này một đời hình như là 212, 214 gì đó. Hàng của Malaysia xuất Nhật nha anh em, hàng đời cao. Tại quầy nữa đây. Tay quay tiện CNC, tay quay cốt nha anh em. Anh em, tay quay đổi trái phải bình thường. Ngoại hình đây nè, xuất sắc li ti nha anh em. Xuất dạng cái gô ghĩa. Nè, xuất cái đây nữa nè. Xuất tí. Thì
con máy này là một con máy chiên lua anh em, chiên lua máy máy lua nông đó, máy 2500 2500 m, máy lua nông. Thì con máy này chiên em về lua lóc lua chẻm nha anh em, câu biển. Máy thì hoạt động êm mượt nha anh em, không lỗi lầm gì hết. Đó. Cước ok, lấy cước ok nha. Rồi, giá công khai máy số 10, giá công khai là 2 triệu 4 cộng xếp nha. Có 11. Có 11 em lên cho người là một dòng máy hàng đẳng cấp của Daiwa, hàng Daiwa Tourmaline. Thì dòng Tourmaline này một dòng máy hàng dạng cao cấp. Đánh bạo lực nha anh em. Thì con này sở hữu là 6 mặt đạn anh em, mặt đạn kháng muối. Cái gì titanium light box gì đó, tôi lộn chân này anh em. Con này xài 6 mặt đạn anh em. Đó. Con này một dòng máy Tourmaline EX750. Đây, con lăng này anh em, con lăng nó làm không biết đẳng cấp rồi. Khá đẹp. Thì con này một hàng nội địa anh em, nội địa Seben. Dòng tua là 15.1.1. Máy hoạt động ok mượt nha mọi người, không lỗi lầm gì hết. Mô bên là mô bên sống, lấy cước ok nè. Bập gầm gầm luôn. Máy là cốt trợ lực, cốt trợ lực hậu kệ ABS. Thì con này sẽ tương đương tầm khoảng 3.000 anh em, 3.000. Cước 3 được 150 m, cước 2 được 200 m, cước 4 được 100 m nha anh em. Xây 3.000. Hàng này dạy anh em đánh lóc bạo lực nè, lô chẻm lô mú. Anh em đánh vô tư. Dòng này qua tour là mình này đánh vô tư. Cốt nó đây. Cốt to đùng. Mặt động ok nha anh em. Khá là nhẹ luôn á. Rồi. Giá công khai của máy số số 1. Giá công khai là 1 triệu rưỡi cộng ship nha anh em. Con máy số 1 1 triệu rưỡi cộng ship. Một con máy bạo lực nha anh em. Con này dạng bạo lực à. Tên nó 3.000 dạng bạo lực. Ok, hoạt động ok nha. Tiếp theo là con máy số 12. Con máy số 12 là một dòng máy Shimano Beamaster 2000. Thì con máy này dòng nhận máy lua nha anh em, máy lua. Về cho anh em đưa lóc chẻm. Mua cá lăng thì anh em có cá lăng cũng được, rất là ok anh em. Con hành chấp ok. Con lăng ok nè. Đó. Thì hàng này là hàng nội địa anh em, Beamaster 2000. Hàng nội địa Seben. Thì con này đời 205 nha anh em, đời 205. Đây, ngoại hình nó còn rất là bóng sáng anh em. Tích còn ok nè. Con lăn còn ok luôn nè. Đó. Đây là có sức dâm ở đây một tí. Thì anh em chốt máy thì báo em chụp tận cảnh này cho anh em xem. Đó. Quay clip coi chừng quay nhiều lúc quay không kỹ cho anh em. Máy còn khá đẹp anh em, bên là mua sống. Nó cứ ok, nó cứ đùng đùng luôn. Máy hoạt động đây nè, máy hoạt động im mượt nha. Đó. Anh em về lóc chẻm không mú lô suối thoải mái, máy cực kỳ mượt luôn anh em. Đó. Máy hậu trợ ABS đầy đủ nè, khóa dính tha dính nè, rất là mượt nha mọi người. Đó. Rồi con máy số 12, con máy số 12 giá công khai là 2.2 triệu cộng ship nha anh em. Đó. 2.2 triệu cộng ship, con máy số 12, ngoại hình còn đẹp cho anh em. Thì con này xây 2.000 thì cước 2 được 150 m, cước 2.5 được 125 m, cước 3 được 100 m, be thì be 0.8 được 320 m, be số 1 được 250 m, be 1.2 được 170 m, be 1.5 được 140 m nha. Đó. Ngoại hình ok, nó chỉ có xước cái phần này thôi, phần còn lại ok. Ngoại hình tương đối là tầm khoảng 95-93% nha. Đó. Giá là 2.2 triệu cộng ship. Con máy số 12. Tiếp theo máy số 13. Máy số 13 là một con máy Shimano Anod. Dạng Anod này, dạng Anod đua chuột. Có hỗ trợ 3 tuner sợ cực nhanh. Tay quay để quay tròn. Đó. Thì dòng máy này, dòng máy chuyên cho anh em săn chép cao lăng C. Đó. Em lấy lua cũng rất là ok. Đây, nó xước ở đây nhẹ tí nè.
Đó, phần trên đây một tí nữa. Rồi, tất cả phần lại là mới bóng nha anh em. Rất là đẹp luôn. Thì máy này một số anh em bảo là hỗ trợ cốt đôi, cốt trợ lực. Ở bên sóng nè. Đó, con làm bằng thau nè, đẹp đẽ. Thì dòng máy là dòng máy của Anok, hàng của Malaysia xuất Nhật. À, con máy này đời 2007 như này, đời 2007, đời cũng còn khá là cao. Máy hoạt động nè, cực kỳ mượt nha mọi người. À, máy hoạt động cực kỳ mượt luôn. Đó, không lỗi lầm gì hết. Máy hỗ trợ ABS đầy đủ. Hoạt động êm mượt nè, quá trời mượt luôn. Đó, mượt khỏi bàn. Quay ngược ok nè. Được cái dòng máy đời cao, tay quay làm liền nè, khá là chắc nha anh em. Đó. Máy hộp trà bát nè, cứng nè, hơi bị cứng nè. Đó. Đây tí nhanh nè, xả nhanh hơn. Đó. Tùy theo cá mà em canh canh cái mô này. Đó, xả nhanh nè, gạt qua cứng lại nè. Đó. Bình thường. Chỉnh nuôi chuột đây nè. Máy còn ok nè, hoạt động chức năng bình thường. Rồi, giá công khai con máy số 13. Giá công khai là 1,6 triệu cộng ship. Tiếp theo là con máy số 14. Con máy số 14 mình lên cho mọi người là một dòng máy của Daiwa Grand. Đó. Con máy này thì con máy hỗ trợ 3 tuner. Đó. Đó. Chức năng hỗ trợ 3 tuner, hàng chia anh em săn chép nha anh em, săn chép. Sang hàng. Thì con này máy xe tương đương tầm khoảng 6.000 anh em, cước 6 được 150m, cước 5 được 200m. Cước 4 được 250m anh em, dòng tua là 4.9.1. Con máy Grand đó. À, con này chạy hai mặt đạn, hàng của Korea xuất Nhật cho anh em. Anh em. Anh em, hàng của Korea xuất Nhật. Toàn thân là toàn thân carbon, nó làm giảm trọng lượng của máy lại. Thích hợp cho câu cá chép, câu lăn xê, câu tra. Đó. Máy hoạt động êm mượt nè, không lỗi lầm gì hết. Máy này anh em lấy quay lên đi câu luôn. Dây này thì dây dạng dây xịn anh em. Đó. Thì lỗi duy nhất của con này là cái đầu phá cước này nó bị hư. Đó, xong, tất cả còn lại ok. Nè, tôi bị sống. Xiết nè. Xiết cứng luôn anh em, cực cứng nè, bật nè. Đó, xả nè. Quay nè, nó tự đập là cứng lại. Đó, cứng ngắt luôn. Bật ra nè. Đó, qua bên lỏng nè. Hoạt động ok êm mượt anh em. Đó. Hoạt động không lỗi lầm hết. Quay nè, quay tít luôn. Rồi, giá công khai con máy số 14, giá công khai là 1,3 triệu cộng ship. Tiếp theo là con máy số 15. Con máy số 15 là con máy hàng cực kỳ đẹp luôn. À, con này rất là ưng con này luôn. Thì con máy số 15 là con máy Shimano Biomax, con máy Shimano Ultegra 4000. À, dòng máy này trên nên săn lóc à, lùa biển, không thay anh em đánh à, cha chép câu lăn xê đều rất là ok anh em. Thì con này độ mới nó ra tầm khoảng 95-97%, rất là mới nha anh em. Đây xem sao kỹ anh em, đít nó không bị xước nè. Dạng này dạng hàng trưng bày anh em. Em, con lăn nó còn rất là mới luôn, tất cả đều rất là mới luôn. Đó. Hàng này hàng của Seben xuất Nhật nha em, hàng Seben, hàng nội địa chứ, hàng Seben, hàng nội địa, xe 4.000. Bộ pin sống anh em, đó. Đây anh em cước đây, thông số cước cước 4 được 150m, cước 1, cước số 5 được 125m cho anh em. JBA đây, JBA số 2 được 270m. Thì đây, dây bia nó theo nồi luôn, em tặng cho anh em luôn. Đó. Bia còn rất là mới anh em. Đó. Ngoại hình máy thế này thì anh biết, anh em biết là rất ít công. Đó. Dây bia rất còn rất là tốt luôn. Có nút châm dầu bình thường. Châm dầu nè, chưa tháo qua luôn. Thì máy ngoại hình ok, hoạt động khỏi bàn. Đó. Rất là mượt. Im mà thì thầm. Không nói lầm hết đây nè. Máy hỗ trợ ABS đầy đủ, im thì thầm. Khóa là dính, khóa là dính. Quay ngược ok nè. Đó. Quay tới ok nè. Đó. Rất là mượt nha anh em. Máy rất là mượt luôn. Đó. Tay quay nguyên khối nè. Đó.
Rồi, giá công khai của máy số 15. Giá công khai là 3 triệu cộng ship nha. Đó. Con máy số 16. Con máy số 16 lên cho người là một dòng máy, vẫn là dòng máy của Shimano Beamaster. Thì con này là xe C5000 anh em. Đó, C5000. Shimano Shimano Otega C5000. Đó. Dòng xe 5000 là dòng máy body anh em, dòng máy body. Đó. Body test cho anh em thì biết hoạt động êm mượt rồi. Đó, không nói làm gì hết. Rất là mượt nha anh em. Con lăn ok rồi. Ngoại hình nó còn khá là sáng. Anh em, nút này bị xước một tí nha. Hàng này hàng Japan anh em, hàng Japan, hàng nội địa C5000. Thì con này C5000 thì làm hàng body nó gây tầm khoảng như xe máy 5000 nhưng mà nó so với máy 4000 thì nó cũng tương tự nhau anh em, không lớn hơn bao nhiêu. Hàng body, hàng làm xe, hàng xe làm nhỏ lại. Thì cước số 4 vô được 170m, cước số 5 được 135m, cước số 6 được 115m cho anh em. Đó. Otega C5000 thì máy này có xuất sắc li ti nè, nó không được đẹp như con máy số 15 đâu, con máy số 16 có xuất sắc li ti vài điểm. Thì máy này vẫn về chi cho anh em đi săn hàng đó, câu lua, câu đăng xe, anh em đánh lên lục cũng rất là ok, đánh lục câu biển, câu cá cha, dạng này đánh cá cha khỏi bàn. Đó. Hàng nội địa Nhật thì anh em bảo biết lực tải nó rồi, độ chất lượng nó đi theo thời gian rất là cao luôn anh em. Rồi, giá công khai con máy số 16, giá công khai là 2 triệu 8 cộng ship. Đó. 2 triệu 8 cộng ship cho anh em, con máy số 16. Tiếp theo con máy số 17. Con máy số 17 em đơn trong người là một con máy Shimano SW6000. Con này là một con Pencross. Con này là một con Pencross 6000. Nấm tay quay nấm tròn nè. Cái nấm này coi ăn tiền nè. Yeah. Dòng máy này dòng máy của Malaysia xuất Nhật nha nè, Malaysia xuất Nhật. Bộ bên là bộ mình sống đây. Đó. Này, máy có xuất sắc đi tì nha. Đó. Này em về em chưa vệ sinh luôn. Đây đây, xuất sắc đi tì nha. Mắc cái nút chụp bên đây nữa. Đó. Bên này trên này nó bị xước nè nè. Đây nè nè. Đó. Đây cứ ok. Hoạt động êm mượt cho em, hoạt động êm mượt. Hàng này về cho em đánh biển sang hàng, câu cha chép đều rất là ok, dạng câu cha. Tay quay cốt cho em. Máy hoạt động ok nè, không rung lắc gì hết. Thì con này SW hàng kháng muối nha nè, kháng mặn nha nè, đó công nghệ kháng mặn của Shimano. Thì con này dây bia khoảng 3 vừa được 300m. Đó, dây bia 3 vừa được 300m nha nè. Đó. Rồi, giá công khai con máy số 17. Giá công khai 2 triệu anh em, 2 triệu cộng ship. Con máy số 18. Con máy số 18 là một dòng máy của Shimano Beam, Shimano Otega. Thì con này là một con máy Shimano Otega 6000 BG. Đó, dòng máy chuyên cho anh em cạo đáy đến CNC. Hôm thơ anh em đánh đánh cha sân hàng. Đó. Còn lăn lăn bình thường anh em. Thì dòng máy này dòng máy của Malaysia xuất Nhật anh em, Otega 6000 BR. Dòng BG dòng trên anh đi cảo anh em. Đó, đi cảo sân hàng. Thì con này về anh em đánh biển nè, câu cha, câu lăn C sân hàng. Anh em đánh lục cũng rất là ok anh em. Dạng đánh lục tải cá là bao mát luôn, mát phê luôn. Có nút châm dầu đầy đủ nha anh em. Đó, ngoại hình đây nè, đây nè, cho ngoại hình cho nè, trước cái đây tí một nhít còn lại ok, đây trước một tí nữa lăn lăn ok nè, nội thì ok rồi khỏi bàn, nội khá là chắc nè, nhôm khá là dày luôn, hoạt động êm mượt nè. Đó. Tay quay cốt nè, tay quay cốt nè. Đó. Thì tay quay này được mấy Nhật tán lại nè, độ lại tán này khá chắc cho nè. Đó. Thì con máy này
con máy số 18, con máy giá công khai 2 triệu 5 anh em đó. Con này được độ tay quay nên bán giá 2 triệu 5 cho anh em. Anh em về cảo cá là bao phê nha. Đó, con này về cảo cá thôi. Rồi, giá công khai máy số 18 là 2 triệu 5 cộng chép anh em. Hoạt động êm mượt nè, rất là mượt luôn. Rồi, tiếp theo là cặp máy số 19 và số 20. 19 20 là cặp máy siêu mới nha anh em. Đó. Cặp này bao mới luôn. Thì con máy số 19 này là một con SW6000 BG. Thì con máy này đảm bảo là độ mới ra tầm khoảng 97-98%, nó thiếu cái hộp thôi. Đây, đích thông xước nè. Tất cả phần còn lại rất là bóng luôn, dạng hàng trưng bày đó. Kỳ mới anh em. Con SW. SW6000 BG, dòng máy kháng mặn nha anh em, kháng mặn. Thì nấm tay quay Shimano, nấm zin luôn, tay quay cốt nè, đời 2012 anh em, đời 2012, con lăn gần rất là mới luôn, dòng máy hàng trưng bày anh em, hàng trưng bày chưa qua sử dụng, hoạt động ok anh em. Dòng máy BG này tua cho anh em, tua là 4.6 anh em, 4.6, dạ anh em dứt biển anh em, dứt biển cẩu cá, câu cá cha, câu cá mè, lăng xê, săn hàng, hoạt động rất là mượt nè em. Đó, con này chỉ thiếu cái hộp thôi nè, chứ không còn gì phải chê nữa. Hàng cực kỳ mới nha mọi người. 6.000 thì cước BA số 3 được 300m, BA số 4 được 210m cho nè. Đó, thì cước số 6 sẽ được là 160m, cước số 9 sẽ được 190m. Hoạt động ok, êm mượt nè, không lỗi lầm gì hết. Đó, được quay lui ok nè. Đó, rồi, giá công khai con máy số 19, giá công khai là 2 triệu 6 cộng ship nha anh em. Đó, 2 triệu 6 cộng ship máy số 19. Tiếp theo con số 20 nha anh em. Con số 20 là một con Shimano SW6000 HG. Thì độ mới con này vẫn là ra tầm khoảng 95-98%. Còn cực kỳ mới nha anh em. Độ mới nó cực kỳ ok luôn, đó, chỉ thiếu cái hộp thôi, dạng hàng trưng bày. Tay quay Shimano, nấm tròn. SWHG hàng kia nên đến biển, dòng tôi con này ra tầm khoảng 5.1 nha nè. Cước 6 được 160m đây, cước 5 được 190m. Con lăn ok, đó, không lỡ làm gì hết. Mô bên là mô bên sống, dòng SW. Dòng kháng biển, kháng mặn. Hoạt động nè anh em, hoạt động im mượt nha em. Hoạt động không lỗi lầm hết. Bao im, bao mượt. Đó. Bên sóng. Lấy thức ok. Rồi, giá công khai con máy này, giá công khai vẫn là 2 triệu 6 cộng ship nha em. Con máy số 20. Con này hàng Malaysia xuất dự nè em, tem vàng, tem lụa. Rồi, con máy số cuối cùng. Con máy số 21 là con máy Shimano Twin 5000 BG, dòng máy chuyên cho anh em cạo biển đó, săn hàng. Dòng 5000 này anh em có thể đánh lua không hay đánh lục cũng được đó, đánh lục cũng ok, ok anh em. Nấm tay quay này đó, nấm tay quay được máy nhiệt độ lại cho anh em đó, là độ thành nấm mút nè đó. Thì dòng này tay quay cốt, con lăn ok anh em, lăn ok, không lỡ lầm hết. Hoạt động thì êm mượt rồi đó, rất là mượt luôn, mượt như chưa từng được mượt. Quay ngược ok đó, quay tới ok nè đó, rất là mượt anh em đó. Nút châm dầu đầy đủ, mô bình là bình sống nha anh em, mô bình sống rất là ok nè. Tay quay đi, tay quay Shimano đó. Thì con này cái đích nó bị xước một tí nên nè, đích bị xước với cái nấm được độ nè đó. Anh em không thích thì anh em độ nấm khác. Rồi, giá công khai con máy số 21, giá công khai là 2 triệu 8 cộng ship nha anh em, 2 triệu 8 cộng ship. Thì giá con này khá là bèo nha anh em, khá là bèo luôn. Thì con này cước số 5 được 150m, cước số 6 được 130m nha. Đó. Rồi.
2 xe ben, con này là 202 rồi, đó tổng cộng mừng 221 con máy em lên cho anh hôm nay. Nếu em làm ưng con nào chốt đem số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn em.